10 kiểu người độc hại bạn nên tránh xa. 1. Người gieo rắc sự tiêu cực, họ luôn mang đến cảm giác thất vọng và tiêu cực, ảnh hưởng đến tinh thần và cuộc sống của bạn. 2. Người luôn chỉ trích, họ chỉ tập trung vào những điểm yếu của bạn mà không đưa ra những phản hồi xây dựng và động viên. 3. Người tự cho mình là trung tâm, họ chỉ quan tâm đến bản thân và không coi trọng cảm xúc và nhu cầu của người khác. 4. Người cố ý tổn thương bạn, họ làm tổn thương bạn về mặt tình cảm và chế giễu bạn, không đáng để bạn tiếp tục giữ mối quan hệ. 5. Người ghen tị, họ không hài lòng với sự thành công của bạn và xem sự phát triển của bạn là mối đe dọa. 6. Người luôn kìm hãm bạn, họ không ủng hộ sự phát triển của bạn và cố gắng làm giảm động lực và sự tự tin của bạn. 7. Kẻ cướp hạnh phúc của bạn, họ cố tình hạ thấp thành tích và nỗ lực của bạn, làm bạn cảm thấy không đủ tốt. 8. Người lười biếng, họ thiếu động lực và không có tham vọng, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của bạn. 9. Người luôn làm bạn thất vọng, họ không quan tâm đến cảm xúc của bạn và thường xuyên có hành động thiếu suy nghĩ. 10. Kẻ thao túng mờ ám, họ sử dụng điểm yếu của bạn để thao túng và khiến bạn cảm thấy tội lỗi khi không làm theo ý họ. Hãy chủ động loại bỏ những người độc hại này khỏi cuộc sống để duy trì một môi trường tích cực và hỗ trợ cho sự phát triển cá nhân. Và đừng quên follow Tôi Vẽ Tương Lai để có được nhiều bài học cho cuộc sống nhé!